quyết định về phòng chống bệnh dạy, chó ra đông về đường sẽ bị bắt. Mức tiền phạt là 200.000 đồng. Có chủ liên hệ đến nhận thì chủ phải là xác định khai báo là thời gian địa điểm chó bị bắt và giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh dạy. Trên phòng bắt không có xích chó, cứ tới giờ thả ra cho ỉa, rất là dơ lắm. Có người dân người ta bức xúc thì có tấn công mình, như ném gạch đá đồ hay là dùng cây gì đó. Mình chỉ né rồi mình báo chính quyền địa phương rồi tới can thiệp.